Chào mừng các bạn đã trở lại với điểm tin công nghệ của Hot Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ có tin tức sau đây. Xiaomi Mi 10T Lite ra mắt tại Việt Nam. Xiaomi Mi 10T Lite thực chất là một phiên bản đổi tên khác của chiếc Redmi Note 9 Pro 5G ra mắt cách đây không lâu tại thị trường Trung Quốc. Máy được hoàn thiện từ chất liệu kính ở mặt lưng, nổi bật với cụm camera chính hình tròn và logo Mi ở phía dưới. Tuy là phiên bản đổi tên, tuy nhiên Mi 10T Lite có thông số camera bị cắt giảm so với bản nội địa Trung Quốc. Cụ thể, trái với phiên bản Redmi Note 9 Pro 5G tại nội địa, nó có camera là 108MP, thì Mi 10T Lite bản bán ra thị trường ở Việt Nam có camera chính với độ phân giải giảm xuống chỉ còn 64MP. Ngoài ra, camera khác còn vẫn được giữ nguyên, bao gồm cam góc rộng 8MP, cam macro 2MP và một cam đo chiều sâu 2MP. Ngoài ra, máy có thêm camera selfie 16MP ở mặt trước. Xiaomi Mi 10T Lite được trang bị màn hình IPS LCD 6.67 inch với tần số quét màn hình lên đến 120Hz. Máy sẽ được trang bị con chip Snapdragon 750G với modem 5G được tích hợp sẵn. Máy có 6GB và bộ nhớ lưu trữ lần lượt là 68 và 128GB. Viên pin đi kèm với dung lượng là 4820mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W với củ sạc đi kèm. Ngoài ra, Mi 10T Lite cũng được chạy sẵn Android 10 với giao diện MIUI 12. Về giá bán, Mi 10T Lite sẽ được bán tại thị trường Việt Nam với hai thị trường màu sắc là đen và xanh, cùng mức giá khởi điểm là 7,99 triệu. Rồi rẫy hộp bán lẻ Redmi K40. Mới đây, hộp bán lẻ của Redmi K40 bất ngờ được chia sẻ trên mạng, qua đó hé lộ một thông tin khá thú vị về chiếc điện thoại này. Hình ảnh mới nhất hiển thị hai hộp bán lẻ khác nhau của dòng Redmi K40 sắp tới và sự khác biệt của chúng chính là độ dày. Điều này dường như gián tiếp xác nhận rằng các dòng điện thoại Redmi sắp tới sẽ tiếp bước dòng Mi 11 khi cung cấp cho người dùng hai lựa chọn, trong đó có một tùy chọn bảo vệ môi trường khi mua phiên bản không được tặng kèm củ sạc. Theo các tin đồn trước đây, dòng Redmi K40 sắp tới sẽ có ít nhất hai phiên bản khác nhau, đó là Redmi K40 và Redmi K40 Pro. Về cấu hình, trong khi Redmi K40 Pro sẽ được trang bị con chip Snapdragon 888 cao cấp, thì Redmi K40 sẽ sử dụng con chip Snapdragon 775G tầm trung, dự kiến sẽ được Qualcomm ra mắt trong thời gian sắp tới. Model Pro đã được xác nhận sẽ có giá bán khởi điểm cực kỳ hấp dẫn là 2.998 tệ, khoảng 10,7 triệu đồng. Rò rỉ iPhone SE Plus. iPhone SE 2020 được Apple ra mắt vào năm ngoái với thiết kế giống iPhone 8, nhưng được trang bị cấu hình khủng với chipset A13 mạnh mẽ nhất tại thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, điểm không được người dùng mong đợi đó chính là thiết kế nhỏ bé và không đẹp như SE đời đầu. Và dường như Apple đã lắng nghe người dùng khi mới đây thông tin về chiếc iPhone SE mới sẽ ra mắt vào nửa cuối năm này đã xuất hiện với tên gọi là iPhone SE Plus. Phiên bản mới sẽ khắc phục được nhược điểm lớn nhất là kích thước màn hình. Theo đó, một báo cáo của Apple Lab vừa tiết lộ thông tin cho biết iPhone SE sẽ có kích thước lớn hơn với màn hình 6.1 inch. Máy sẽ sử dụng nút home vật lý được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID. iPhone SE Plus vẫn sẽ có camera đơn 12MP, hỗ trợ OIS, chống rung quang học và chụp hình HDR thông minh. Về cấu hình, SE Plus sẽ được trang bị con chip A14 mã mới nhất. Vì vậy, chúng ta sẽ có một chiếc iPhone giá rẻ nhưng lại có cấu hình mạnh mẽ và dư sức đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. Còn về giá bán, thông tin rò rỉ cho thấy iPhone SE Plus sẽ có giá khởi điểm là 499 đô, khoảng 11,5 triệu đồng cho bản 64GB, trong khi bản dung lượng 128GB sẽ có giá là 699 đô, khoảng 16,1 triệu đồng. Và ngày ra mắt của iPhone SE mới dự kiến sẽ vào cuối năm 2021. Galaxy S21 Ultra phiên bản trầu vàng giá gần nửa tỷ. Bộ sưu tập mới này của Caviar không chỉ làm bạn trầm trồ về khả năng hoàn thiện cao cấp, tinh tế của những chiếc Galaxy S21 Ultra mà còn khiến bạn ngạc nhiên về cả mức giá. Phiên bản này được Caviar gọi là Galaxy S21 Ultra Gold OX, với điểm nhấn là mặt lưng có gắn đầu con trâu được in 3D, đi kèm kìm kẹp mũi được hoàn thiện bằng vàng 24 carat. Đặc biệt, kìm kẹp mũi này có thể di chuyển được, giúp bạn có thể tận dụng làm giá đỡ điện thoại. Không dừng ở đó, trên mặt lưng còn có xuất hiện hai viên kim cương được đính trên hai mắt. Theo Caviar, chỉ có 21 chiếc được bán ra trên thị trường với mức giá mỗi chiếc rơi vào khoảng 20.000 đô. Ngoài ra, còn có một phiên bản Golden 21 chỉ được sản xuất một chiếc duy nhất trên thế giới với mức giá lên đến 77.230 đô, khoảng 1,8 tỷ đồng. Điểm nhấn của chiếc Galaxy S21 Ultra này là khả năng hoàn thiện mặt lưng từ vàng 18 carat và được khắc chìm các số 21, biểu tượng cho năm ra mắt cũng như tên của thiết bị. Và trên đây là những điểm tin công nghệ có trong ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kèm theo nút chuông để đón chờ các bản tin tiếp theo nhé.